trói cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn. Khỏi nhạc cũng được anh ạ. Cho em hát chay đi, cho em hát chay đi. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên anh, bỗng thấy thương cây bàng ngón, thương chiếc bóng cô phòng. Gì đâu vậy? Bóng em, bóng em. À, cái bóng. Đâu là cô đơn. Thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Thích quá. Trời, em mới đi ra chỗ kia kìa. Trời đất ơi. Khoa ơi, anh toàn giới thiệu ngược không à? Làm em vừa hứng lên giờ hụt hứng rồi. Hôm nay đi xe máy hay là đi xe ôm? Dạ em đi xe máy ạ. Ra lấy xe về luôn. Đâu có cửa được. Cỡ anh với em là thua rồi. Em nhìn đi, 1m9, 1m78, 1m8. Thiên thần anh ơi, thiên thần. Thiên thần xuống Trần Giang. Wow. Ngày hôm nay thưa quý vị sẽ có sự xao xuyến ở trong lòng ngực của Hariwon và Lâm Vỹ Dạ. Không có, em không bao giờ mê trai. Em là người phụ nữ đã có gia đình, ăn bề gia thức. Hy vọng là vậy. Nhưng khi họ tháo mặt nạ, mọi chuyện sẽ thay đổi theo thời gian. Không. Mời ba vị huynh đài tháo mặt nạ. Bây giờ chúng ta nhìn nè, nhìn vào khuôn mặt và hình dáng để bắt đầu biết về cái concept nè. Sương gió bụi đường là sông Luân, trai quê mới lên là Thịnh Nghĩa, còn đây sinh ra từ vạch đích, con nhà giàu. Không có, không có. Không, anh đang nói về cái mặt và cái concept mặc đồ không? Dạ, dạ. Con nhà giàu sinh ra từ vạch đích, trai quê mới lên lập nghiệp, có một chút gọi là sự nghiệp nho nhỏ. Đây là phong gió bụi đường, phong đồ gánh. Em qua bên kia em làm hư hình bên đây hết. Em qua bên kia. Không, nhưng mà em là một cái sự kìm hãm anh ạ. Đây, nếu em kìm hãm thì qua đây kìm hãm. Qua đây. Đấy. Anh chỉ cho cái cách để mình vào vai. Đứng bên đây. Đó. Đứng lui lại xíu. Cúi người xuống thấp. Đó, ngửa mặt lên. Đưa tay qua đây. Thoại, cậu chủ cần gì? Cậu chủ. Đúng không? Vô kinh xếp liền. À, ở đợ đó hả? À, ở đợ đó hả? Đúng rồi. Ở đợ đó. Em bỏ việc, em bỏ việc. Em bỏ việc. Em qua bên này đây. Ở đợ. Thôi qua đứng chung bắt cặp, tôi tưởng chung tim ở đợ nữa. Dạ ơi, dạ ơi. Em nói là em không có mê trai thì giờ đi em nhường cho chị khu này đi. Trời đất ơi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là phỏng vấn tâm sự nhỏ to. Song Luân, cái lần đầu tiên đến với chương trình này đúng không? Đúng rồi. Thì cảm giác như thế nào? Em rất là háo hức, tại vì em có coi những cái thử thách của những cái số trước, rất là thú vị. Và hôm nay em chuẩn bị bộ đồ này để có thể mình thoải mái đúng không? Thoải mái để có gì mình chịu phạt cho nó dễ. À, là tính trước về quần áo, tức là đây là đồ sport để chi, để vừa chơi game vận động vừa chịu phạt, rồi chơi thử thách, tất cả mọi thứ đều dễ dàng thoải mái. Thì bây giờ chúng ta gặp là trai quê lên được 7 năm, hiện tại có một công ty event nhỏ và hiện tại đang làm người mẫu dạo. Cái gì? Người mẫu dạo ấy. Anh đang diễn tả ai vậy anh Giang? Trai quê, trai quê. À, dạ, dạ, dạ. Nhưng mà quý vị ơi, cơ bắp nha quý vị, cứng ngắc nha quý vị nha. Dạ. Thì cảm giác đến với chương trình này thấy sao? À, lần đầu tiên thì em xin phép gửi lời chào tới các anh chị và quý khán giả đang xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Rồi. Sao vậy chị? Đi. Ui, có cơ bắp thiệt anh ơi. Đây có cơ bắp không ta? Biết chưa? Con bé nó quen đụng mỡ hoài đó. Bữa nay đụng cơ bắp khoái. À, thì hôm nay em rất là vui khi được quay trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Lần này thì em tham gia lần thứ 2 rồi. Cảm xúc thì cũng giống như lần trước thôi, cũng rất là háo hức để được tham gia các trò chơi. Mình có thể nói nhanh được không? Tại anh đứng gần em mà máy lấy hình thấy nó chênh lệch khó chịu lắm. À, vậy thôi anh qua đây luôn đi. Này làm như không thích tôi hay gì á. Nó biết mà đứng tới đây mà nó nói lâu cho máy bắt vô khán giả coi. Ú Giang lùn xịt. Ú Giang lùn xịt. Qua bên đây vẫn vậy. Quý vị bây giờ hỏi một câu này, đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn á, thiệt. Đẹp trai mà không những đẹp trai mà còn hát hay nữa, mà diễn kịch có duyên nữa. Ở đây thì đặc biệt là vừa hay, vừa đẹp trai, vừa có duyên là cả ba người. Nguyên cái xóm này vừa đẹp trai vừa có duyên. Hả? Bên kia này anh không biết, anh chỉ nói xóm này nè. Nè cái xóm này, xóm từ đây nè, vừa đẹp trai vừa có duyên. Đó. Còn ở xóm này nè, vừa xinh vừa xấu. À tụi em cũng vừa. Bây giờ mọi người có muốn nghe Tú hát một đoạn nhạc nào đó và lâm ly bi đát buồn thảm thương không? Thì giờ em hát thử một đoạn Em Gái Mưa đi hả? Ôi có đàn luôn hả? Trời ơi trời. Chương trình của tụi anh là chương trình chuyên nghiệp, đẳng cấp, quốc gia. Dạ. Em muốn cái gì có cái đó, trừ Diệu Nhi. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chợt theo những nỗi buồn. Khỏi nhạc cũng được anh ạ. Cho em hát chay đi, Mưa trôi cả bầu trời nắng, chợt theo những nỗi buồn. Ấm áp lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Cái bên hát cũng hay lắm đó anh. Đây nè. Đây, ba bạn này hát hay hết nha, đừng có đùa. Hát hay, nhảy giỏi, xinh đẹp nha, chứ không phải như bên kia đâu. Ủa em cũng biết hát mà anh Giang. Anh không nói về hát, em là vì sao thôi nhớ em thế này là anh biết rồi. Đấy là em hát nhạc trẻ hay lắm á. Nhạc trẻ hay. Tao thử coi. Đưa micro cho người ta nghe. Có thử đàn không? Có thử không? Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng ngón, thương chiếc bóng cô phòng. Gì đâu vậy? Bóng em, À cái bóng. Đâu là cô đơn. Thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Chúng ta sẽ đưa cho khán giả cùng xem. Đây là ba nghệ sĩ khách mời sẽ xuất hiện. Chúng ta bây giờ bình phẩm. Đỗ Khoa, đây là ai? Dạ, nếu xét về nhân tướng học, đây là một tấm hình cô bé này. À, nữ hả? Nữ anh, nữ. Chắc tầm gần 10 tuổi, tóc đen, mũi cao, cằm nhọn, môi đỏ, mắt đen, lông mi dài, tai to. Và đây anh, chân dài, chân rất dài. Hồi bé chân dài như này thì không lý do gì lớn lên chân nó ngắn lại. Người mẫu hoặc siêu mẫu mà không phải thường anh. Cao trên 1m75 trở lên. Rồi, hy vọng chúng ta sẽ gặp được người mẫu. Còn đây là ba người mẫu hả? Anh ơi, trời ơi, anh nhìn đi. Người ta đeo mặt nạ. Mà đây hình như là đeo mặt nạ hàng ngày á. À, đắp mặt nạ em. Đắp mặt nạ. À. Dạ. Để cho da đẹp. Dạ, cho da đẹp. Y như là da mà em nghĩ là da này là cỡ mấy người diễn viên Hàn Quốc, anh hiểu không? Giống như là trường hợp diễn viên Kim Soo Hyun. Đó là phải đẹp cỡ đó mới được đó. Đeo mắt kính rất là nhìn, rất là có trí thức. Nhưng mà đàn ông mà ai đeo mặt nạ vậy ta? Ôi có ai. Đàn ông ai đắp mặt nạ? Không dưỡng da cái đó là được mà. Cái đó bên nước ngoài chứ. Trai cũng phải biết. Em cũng đắp mà. Đúng. Em đắp mặt nạ than hả? Tại sao mặt đây thôi vậy? Em đắp thì ít nhưng mà đi nắng nhiều quá anh ạ. À. Dạ. Kim Soo Hyun. Còn đây là ai? Cái mặt này quạo ai? Chụp hình mặt quạo ai? Dễ thương. Dạ. Này gọi là má bím bầu nhìn lâu muốn tán, nhưng mà dễ thương. Hồi nãy Khoa là xét về nhân tướng học thì bây giờ em xin được mạng phép em xét về nhan sắc học nha anh nhé. Dạ. Đây là một bé trai rất là bụ bẫm. Trai hả? Trai. Mặc dù là nhìn sơ qua là tưởng gái. Gái đúng rồi. Mặt hơi quạo. Mặt quạo nhưng mà cái nét này hồi nhỏ xinh xắn như vậy thì lớn chắc chắn cũng rất là xinh đẹp. Rất là đẹp. Da mặt láng mịn nè. Đúng rồi. Dễ thương. Cái này là cũng kiểu là Hàn Quốc sói ca đó chứ không giỡn đâu. Rồi. Đó. Để xem họ trưởng thành sẽ đẹp như thế nào, mời quý vị nhìn vào ba cánh cửa của chúng tôi. trong chương trình mình phải không anh? Đúng vậy. Khách mời đâu anh? Khách mời đây. 1m75 của em đâu? Ủa, Kim Soo Hyun của em đâu? Ủa, trai Hàn Quốc của em đâu anh? Đây, bây giờ bắt đầu điền vào ô trống chứ. Trai Hàn Quốc của em này dạ. Đây, Kim Soo Hyun là xưa rồi. Này Kim Tử Long. Còn đây, siêu mẫu. Đây, đó. Chân vẫn dài. Chân vẫn dài. Miên man. Không, tính ra là chân chị bây giờ bằng hồi bé vậy Nga. Không phải nhưng mà đẹp. Mũi cao, cằm nhọn đó. Có mỗi cái chân bị sai thôi. Không, bây giờ chị nhìn cái hình này chị phát hiện cái hình này nó giống mà Mạc Văn Khoa lúc bé này. Trời, trời ơi, công nhận chân em hồi nhỏ dài, bây giờ vẫn dài tới nách nha. Đi vô cái cửa. Gì vậy? Đi vô cái cửa lại để chai Hàn Quốc của tôi bước ra. Không, em nhìn đi. Đi vô cái cửa. Cái nét của anh từ nhỏ tới lớn y chang. Không phải, không hề giống. Vẫn dễ thương bụ bặm. Không, anh Đức, em hồi nhỏ hả? Em đó. Trời ơi, hồi nhỏ cái mặt em kỳ quá ha. Cái mặt nó già trước tuổi vậy đó. Thân hình sơ sinh mà mặt phụ huynh dễ sợ luôn vậy. Đó, tôi không nghĩ đây là anh Đức luôn. Anh Đức này hơi buồn, hơi quạo xíu thôi chị. Nhưng mà mấy cái đó là thường lắm. Bây giờ nè, quý vị hãy nhìn lên sân khấu. Anh ruột của Kim Soo Hyun, Kim Tử Long. Ê, tính ra anh đắp mặt nạ đẹp hơn là tháo ra mặt rỗ quá, mặt rỗ quá. No, no, no. Kim Soo Hyun came to Complica. I can come from Korea. Ủa tiếng gì vậy? Korea. Korea. Anh làm như trong chương trình không có người Hàn Quốc vậy đó. Đây đó chị nha. Dịch không có dịch. 안녕하십니까? 아, 식혜밥. 네. 아유. 어, 아이와 아이. 아, 코아카밥. 아, 그러셨어요? 어, 시가와. 아, 예. 야. nhiều giáp chân. Ê, mà anh Long hay ha. Ảnh năm nay 70 rồi mà đứng với tụi mình 20, 30 mà vẫn nhìn ảnh vẫn trẻ ha. Sao vậy? Không nói. Đừng. Không ai nói câm. Đừng. Không ai nói câm. Cho em xin phép, cái hôm nay em nằm trong một cái đội khách mời. Nãy giờ em nghe nói về vấn đề tuổi tác, em cũng câm nín, em không có dám nói tới. Dạ, tại vì em cũng là thuộc cái thế hệ nhỏ đó. Rồi em nghe nói về cái chuyện ăn gian đồ. Em là một người chơi rất là đàng hoàng, cho nên không biết có nên ở lại trong đội này hay không. Về tuổi tác, cả về cách chơi nữa. Rồi, vậy em qua đội này. Đây, em qua đây luôn. Dạ, vậy hả? Đó, anh nói là định mệnh duyên số mà. Đi đâu gặp nhau chơi. Trời ơi, rồi vô cặp luôn. Đi thật thà, chơi thật thà luôn nè. Không bao giờ ăn gian. Vậy hả? Không, em thì nếu mà thật thà thì đã là bạn thân với nhau rất là lâu năm mà, chứ không phải là mỗi lần đứng kế nhau chửi nhau đâu. Đâu có bao giờ chửi mới không, gì đâu. Mà thưa quý vị là rõ ràng là Đức chưa bao giờ chửi Dạ mà Dạ luôn chửi Đức. Không. Đúng không? Đúng không? Cái đó là mắng yêu. Mắng yêu á hả? Dạ. Đây, có thể cho em xem nhan sắc thật của mọi người được không? Trời ơi, trời ơi, trời. Thưa quý vị, anh Kim Tử Long hiện tại là ngoài cái việc đi diễn, đi ca, đi hát giọng cổ thì ảnh còn dạy anh văn ở các trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh nữa. Nữa luôn hả? Đúng rồi. Hồi đấy vậy? Là hồi đấy là nói à?